loạt các hiệp định kinh tế như CPTPP, EVFTA, RCEP mở ra chuỗi cơ hội phát triển thần tốc chỉ dành cho những ai biết nắm bắt. DICA hàng thượng đỉnh sẽ dành cho chuyên gia. Còn gì ấn tượng bằng việc tiếp khách quý trên những phương tiện siêu sang, 100% trí tuệ Việt và thiết kế chỗ ngồi đảm bảo 5K dẫn đầu xu thế. DICA X Plus sẽ dành cho chuyên gia. Ghế ngồi giãn cách, phòng họp sang trọng, tiếp khách di động, DICA President sẽ dành cho lãnh đạo. Khoan ngồi President với không gian sang trọng tiện nghi bậc nhất. Chiếc xe duy nhất có vách ngăn thông minh. Điều khiển bằng giọng nói, nhiều tiện ích thư giãn thoải mái đi xa. Mang đến bầu không khí riêng biệt sạch lạnh. Xe dành cho doanh nghiệp chỉ có thể là DICA. Còn chần chờ gì? Hãy đăng ký trải nghiệm xe một ngày miễn phí tại hotline 02834 359999. Hãy đăng ký kênh của DICA ngay hôm nay.